Và trận đấu cũng đã được bắt đầu. Vào đây mảnh máy của Vivi. Bên phía kia quân gì? À nhầm. Vâng, đang ba ba xem hỏi quân gì. À, đây là mảnh máy của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, chim sẻ nắng tiếp tục được ở ngoài cánh. Ồ, vâng, Hồng Anh được nằm giữa. Hồng Anh cầm 1-4. Vâng, ngày hôm nay 1-4 toàn nằm ở giữa thôi. Không biết mọi người có để ý cái điều này hay không. Đây là Vivi. Vâng, trận này thì Vivi lấy 1-1. Như vậy là đổi màu cho nhau. Bi lấy 1-1, Hồng Anh thì lấy cái màu 4. Ở trận này thì nhà Hồng Anh ở trong cánh thôi. Chúng ta sẽ đến với máy của game thủ vâng, đẹp trai nhất trong 3 game thủ. Đó chính là game thủ BB. Vâng. Quả kia, nhưng mà có vẻ là hơi xa. Kia là quả phụ thôi. Quả chính với chính, đây rồi. Vâng, quả tìm ra hơi muộn và có lẽ phải đặt một chiếc BG luôn vào ngay. Vâng, có thể lại 3-3 xe này tốn, nó ngốn rất nhiều thời gian. Và có lẽ rằng ngày hôm nay nếu mà đánh, nếu mà đoàn team AOE của Việt Nam có thể đi đến được trận chung kết thì có lẽ rằng mọi người nên mua đồ ăn thức uống để cùng thức đêm với các cầu thủ đi. Chắc chắn sẽ là như vậy. Vâng, chung kết thì còn chạm 4 cơ. Bây giờ thì cũng là 11:30 giờ của ở Trung Quốc rồi. 11:30. Và để đánh chung kết thì có lẽ là tôi nghĩ khoảng tầm 2-3 giờ mới xong. Và đánh xe nó rất là lâu bởi vì lúc đầu nó có cái tốc độ là 0.5. Speed là 1.5 nên nó lâu hơn bình thường. Còn sau đó nữa thì còn thi đấu còn mệt. Bằng để oan hit được một nhà mới đánh xe nó khó lắm. Mà đây còn là đánh 3 người. Bằng quay trở lại với trận đấu này mạnh máy của Bi. Một bài mà Bi tương đối chống. Còn tôi không thấy đồ lùa về dành cho Bi. Mới chỉ thấy một bài quả phụ. Đây rồi, như là bài 2 quả phụ. Bằng 5 cây. Rồi cũng được, mèo mó con không. Bây giờ tin đàn hưu đầu đã là ổn. Một đàn hiệu đầu nữa là ổn. Vâng, đây có voi, ở thế voi thì lại là tươi hơn. Vâng, một con thôi cũng được. Câu luôn về. Hy vọng bầy hiệu đầu sẽ nằm ở gần một cánh rừng nào đó để BB có thể thiết kế một chiếc nhà BS nhân đôi. Vâng, đảo qua các mảnh máy khác một chút. Vâng, mảnh máy của sẻ ra. Vâng, rất hiếm khi tới sẻ cầm cái màu 2. Dường như đây là cái chiến thuật của team AOE Việt Nam. Vâng, nhận màu nó có cái cũng có cái chiến thuật đấy. Vâng, bởi vì cái màu, những cái màu của chúng ta thì các bạn biết rồi. Và khi bạn thi đấu random hay là thi đấu cái thể loại mà có nhiều người, vâng, từ 3 người đổ lên, thì các em thủ đánh cung, như là các em thủ có khả năng phát triển tay to thì thường sẽ được lấy cái màu 4 và lấy cái màu 8. Đó là màu khả năng được ở trong cánh cao. Những em thủ mà có khả năng đánh chém tốt, khả năng ép đời và khả năng công phũ, cầu thủ nhà dẻo thì sẽ được đưa ra ngoài đầu cánh với những cái màu 1 hoặc là màu 2 hoặc là màu 7 kiểu kiểu đấy. Và bên phía bên kia tôi không nhầm được người chủ lực đó là game thủ Tiểu Mã. Game thủ cầm 1-5. 1-5 nó cũng màu mà rất dễ ở trong cánh. Tất nhiên là đây chỉ là cái xác suất thôi, chứ nó không phải là đúng 100%. Mà xác suất cao nó cũng đúng rồi. Ngày hôm nay thì 100% màu 4 đều ở trong cánh. Và tất cả những trận tôi bình luận ít nhất khoảng tầm 4-5 trận gì đấy thì màu 4 đều ở trong cánh. Và một bài mà sẻ đang có bầy hươu đầu lùa về. Và có thêm một con voi nữa. Hy vọng sẽ có thêm bãi quả phụ. Vâng, một chiếc BS đóng tương đối xa. Và đây đã là chiếc BS thứ hai của sẻ rồi. Vâng, bài sẻ mà đánh về lâu về dài dường như là hơi khoai. Theo bài của em đang hơi ít rừng. Vẫn đang đi dò vận. Có một cái nhúm rừng. Với ông Microsoft thì thi thoảng ông ấy tạo cái map lỗi. Vâng, tạo thì tạo hẳn một cánh rừng đi, tạo có một nhúm. Cạo thì không cạo sạch, để có một tí. Bây giờ thì tiếp tục lấy dò. Vẫn chưa có thấy thêm đồ ăn dành cho sẻ. Có một con hươu nữa là xem mấy bản đồ, nhưng mà con hươu là con hươu tương đối khó luôn. Có lẽ rằng sẻ sẽ không bắt tay lúa. Đây rồi. Vâng, như vậy là thấy ba quả phụ rồi. Vâng, điều tôi cần thì cũng đã có. Vâng, đối với sẻ chỉ cần một đàn hươu đầu, một quả phụ thôi là đủ lên đời. Và quả phụ 6 cây luôn, rất tuyệt vời. Đến mảnh máy của Hồng Anh. Đây là Hồng Anh, vâng, đang luồm với hươu về chiếc BS có, vâng, khả năng là biết chiếc BS thứ hai để có thể vừa ăn gỗ và vừa ăn cả hươu luôn. Vâng, như vậy có chiếc bet thứ 3 luôn dành cho sẻ rồi. À, dành cho Hồng Anh rồi. Vâng, mà Hồng Anh cũng có một bài rất khỏe và đây là bài trong cánh. Với cái khả năng phát triển của cả ba game thủ thì vâng, ông nào được cũng khỏe thôi. Vâng, cứ nói Hồng Anh là cái người mà hay đi công phũ nhưng mà để em ấy phát triển thì nó cũng rất là khủng khiếp. Vâng, bên phía bên kia thì tôi thấy ba game thủ đều có một cái trường phái tương đối giống nhau. Dài dài, Tiểu Mã, Tiểu Vũ đều có trường phái giống nhau, được trường phái đi quân và móc máy. Thiên và móc máy và thiên về đi quân nhiều hơn. Vâng, 25 dân ngừng dân và kích đời 7-42. Vâng, hình như là hơi muộn thì phải. Tôi nhớ rằng chuẩn mực của xe 7, 25 dân là 7-23 là chậm mất. Chết dân này em.
Như vậy là Hồng thông tin về là Hồng Anh chết 1 dân. Ồ, Bảo Sa lại thấy chậm mất 20 giây. Quay trở lại với cái nhà đầu cánh thôi, nhà của Bi. Vâng, Bi luôn là người chủ động tăng speed ở phút thứ 8. Có vẻ như thiếu random nhiều nên cái việc mà chơi theo kiểu mà 1.5 có vẻ là hơi ngứa tay. Vâng, bài của Bi vâng còn nguyên quá các phụ nhưng Bi không ăn. BB sẽ ở đây. Vâng, bài Bi nhìn thế thôi nhưng mà là bài tương đối kín đấy. Vâng, bài này là bài rất dễ thủ. Vâng, trừ khi có đối phương đi vòng tường sau thôi. Ở tất cả đội anh 25 dân và riêng một yến thủ dài dài người đánh 23 dân. Một trận dài dài lên đời cực sớm. Có nhiều khả năng sẽ là kích 9 sớm dành cho dài dài. 23 dân. Vâng, dường như là một trận mà dài dài đang muốn đi công phũ phàng thì phải BA, BM được thế cực nhanh. Không, thì vậy lên bình thường thôi. Một trận dài dài dường như ép đời lỗi. Vâng, chỉ lên sớm hơn các thủ khác tầm 20 giây. Kích đời, 10-07. Vâng, Bì cũng ép đời lỗi trận này. Vâng, lỗi khoảng tầm chục giây. Vâng, đánh bà nó cũng không quá quan trọng. Vâng, một chiếc nhà bé thứ 3 dành cho BB. Dân nhà chính đứng chơi Bì. Chặt gỗ nâng chưa? Vâng, bắt đầu vẽ ruộng dành cho Bi. Bên phía bên kia thì không biết là Dài Dài sẽ thực hiện cái bài đánh gì. Không loại trừ khả năng Dài Dài ở trong cánh vào có một bài dương à. Cái bài dương à trong cái thể loại 3-3 xe này các bạn thấy rất nhiều lần rồi. Và bên mình cũng có từng có trận Hồng Anh đã từng sử dụng cái bài mà trong cánh dương à với cái bài đánh ít dân. Và cũng tỏ ra là rất hiệu quả. Vâng, bài đánh ấy hình như được sử dụng với cái team của ông Dưa Chua thì phải. Nhưng đó là một team mềm. Còn team này thì không hề mềm một chút nào. Như vậy là gặp game thủ Mobile. Vâng, Tiểu Vũ là người ở đầu cánh game thủ BB. Vâng, 6 năm ông lên đời là ngang phèo nhau. Một mình ông dài dài lên đời sớm hơn một chút. Vâng, sóc khá nhiều dân tại nhà chính. Dân già là tương đối đều. 5 nhà BA dành cho BB. Một bài mà B đang quyết định bo theo cái hình và cái hình này chả biết là hình gì. Và có lẽ là hình chữ L. Vâng, còn nguyên bãi quả đấy. Và có lẽ là B sẽ để dành. Tí nữa mà nhỡ có bay nhà thì sẽ dàn hoàng. Một dân đào vàng luôn đến từ BB. Vâng, B đang có phong độ cực cao trong ngày thiếu hôm nay. Khi được sát cánh cùng với hai người bạn của mình, đó là Chim Sẻ và Hồng Anh. Và lúc đầu thì B đánh vào ngày mấy ngày gần đây thì thấy B đánh như kiểu mơ ngủ. Và không đạt được cái phong độ thực sự là cao. Nhưng mà khi cặp Hồng Anh và Chim Sẻ đáng dường như sức mạnh của em đang được nhân đôi. 5 tơ R đều trong 5 con R đều trong tơ đầu tiên. Và đẩy thẳng luôn, không nói nhiều. Vâng, mục tiêu sẽ là góc 9 giờ. Vâng, nơi ngự trị của nhà Tiểu Vũ. Vâng, thêm 2 cái ruộng đã dành cho BB. Tốt. Vâng, thông tin nhận về là 6 dương A. Vâng, Sẻ đã bị bắn rồi thì phải. Phải không? Không, như vậy là 6 ở nhà thôi. Vâng, nhưng mà nhà của 6 không có gì cả. Một pha vẩy quá tuyệt vời đến từ game thủ Chim Sẻ đi nắng. Mà ăn được tương đối nhiều dần. Vâng, tại sao ăn được mỗi vâng có 2 con dân nhỉ? Vâng, bắn xịt hơi nhiều. Vâng, cẩn thận, hình như màu 6 dương A nhá. Tôi không thấy bất kỳ một cái gì ở nhà màu 6 đâu. Đây là Bi. Vâng, Bi đang bị một tơn cung của... Không, vậy là Hồng Anh đang sang thủ cho Bi. Và Bi vẫn đang có một tơn cung đi móc máy nhà game thủ 7. Đây là Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh đang bị màu 6 công. Như vậy chắc chắn 100% màu 6 đã dương A rồi. Hồng Anh đứng thủ màu 6 đi. Màu 6 đang có tương đối nhiều cung. Vâng, 2 tơn cung của game thủ màu 6, 10 con cung rồi. Màu 6 đều cung đang tương đối tốt. Mà tôi biết ngay mà tôi đã nghi ngờ rồi. Cái bài đánh ít dân thì nhiều khả năng sẽ là bài đánh dương A. Vâng, thế bảo 3 người đánh một cánh. Cẩn thận, nhà đầu cánh phải cẩn thận. Sẻ chắc chắn sẽ bị không ai bị động vào. Vâng, dài dài từ đầu cánh bên này dương A sang đầu cánh bên kia. Rất khủng khiếp. Một cái bài đánh mà game thủ Trinh Han, game thủ Gạch Cán cũng đã thể hiện ở trong cuộc thi đấu trước đối với team AB Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì với kiểu đánh này thì Sẻ đang khỏe vô địch thiên hạ luôn. Bài 1-5 ở trong cánh của đối phương là chỉ có những cánh dựng dừa mà thôi. Và Sẻ có một tên cùng đi tương đối ảo. Rồi bắn được khá nhiều dần và có thể cái lọt vào trong bắn ruộng luôn không? Vâng, Sẻ cứ đi hết quân đi, không ai đánh em đâu. Đây là Bi. Vâng, Bi bắt đầu yếu rồi. Khi bị tới 3 nhà đánh trong thời điểm đầu. Vâng, màu 6 dường như là sông sâu sang đây luôn. Bi Hồng Anh bị ốp. Vâng, Sẻ được quân sang đó luôn. Rất đông quân của màu 6 và cả màu 5 nữa. Màu 5 dường như đi tất quân rồi.
Mọi người tới hai kích cùng một năm ở đây. Rất khủng khiếp, nhưng mà nhà vâng Hoàng Anh cần phải rèn giữ thật lâu để sẽ có thể sang vâng có thể đưa quân sang đỡ. Sẻ đang ở đâu? Đâu sẻ được rồi. Nhưng mà sẻ cũng làm rất yếu cái thủ màu năm rồi. Bên phía bên kia thì dường như có một mình màu 7 là khỏe nguyên thôi. Màu năm thì không yếu rồi. Vâng, bơm đồ Hoàng Anh một chút xíu. Sẻ không đưa quân sang đỡ cho Hoàng Anh em ơi. Vâng, như vậy là Hoàng Anh đang rất tự tin, bảo cân hết, có cân được không? Tháng này chỉ là 48 thôi, mà dường như em vẫn có thể thủ được nhà. Và đừng để mất quá nhiều tham. Bi sang đỡ rồi. Bởi vậy không cần sẻ và bi sang đỡ. Trong khi đó thì sẻ sẽ đánh chết kiếm thủ màu năm ở trong tình huống này. Thằng này 6x màu năm đã chết quá nhiều dần rồi. Bằng đào một tí vàng đi sẻ ơi. Bằng đào một chút vàng để có thể lên được cái bản đồ sớm. Bằng đánh tìm như này lên bản đồ nó thì gì đó rất quan trọng. Nâng cấp chặn có 2 ở phút 20. Vâng, có lẽ ra bên ngoài ăn thêm rừng đi. Bài của sẻ dường như bài mà khá ít rừng. Toàn những cánh rừng dừa thôi. Dài dài đang tương đối hổ báo. Này thì hổ báo với cả chúng tôi này. Và những con nông dân của màu 6 dài dài đã nằm xuống rất nhiều rồi. Một trận mà dài dài đánh như kiểu bán máu. Và Trung Quốc có một chiến thuật rất là dị. Đầu cánh bên này như vậy dâng sang đầu cánh bên kia để có thể thi đấu. Và ý đồ muốn ốp chết một nhà luôn. Từ trong trứng nước. Mì đồ đó không thành công khi bên mình vẫn đang có 3 nhà khỏe. BB vẫn có. Không, như vậy là BB yếu rồi. BB chỉ tham 27 thôi. Sẽ cân map trận này nhá. Hồng Anh tham 5x. Cũng không phải là một cái tham lai quá to. Đây rồi, đang bắt những tân cung của game thủ mẫu 7. Công sang nhà của game thủ BB. Sẽ về ứng thủ đi. Dài dài đang có tình huống dương Nga là tương đối tốt. Các bạn thấy bắn được rất nhiều dân của Hồng Anh. Hôm qua trở lại với nhà chủ lực, nhà khỏe nhất bên phía của team Việt Nam. Cố lên. Và mùa 6 đang chết khá nhiều dân rồi. Như vậy là sau những tơn cung vừa rồi của mùa 6 thì mùa 6 không thể sốc đều quận đâu. Bản đồ trước đi sẻ ơi. Bản đồ trước đi. Bản đồ hay đầu máu trước tụi em. Tháng mai mình đang bị đè một chút. Sẻ là người tới bản đồ, nhưng bên phía bên họ là 3 nhà to đều. Vòng 2 hai nhà to đều rồi. Màu 6 đây cũng không to lắm. Như vậy nâng cấp đầu máu trước khi nâng cấp bản đồ ra bên ngoài. Ra trên lên cấp 12 giờ ăn thêm rừng. Hồng Anh cần phải đỡ nhá. Hồng Anh cần phải đỡ thật dẻo. Để cho sẻ có thể đi công cánh này tươi. Vâng, sẻ đánh chết một năm đi sẻ ơi. Không, như vậy một năm nó đang thủ rất nhiều quân. Nhưng mà tơn này khả năng sẽ là chơi được. Có thể lây chờ đối phương hay không? Chơi. Đây có chơi không? Cần phải điều quân trong tình huống này. Quân của sẻ đang là thương binh tương đối nhiều. Nhưng mà tên này khả năng vẫn chơi được này. Khả năng vẫn chơi được. Đẩy lên. Vậy. Không được. Vâng, phải đến chết được mùa năm. Đưa về cái thế một mình sẻ cần với cái thủ mùa 7. Thì bên mình mới cái cửa thắng bên mình mới có thể gọi là sáng được. Vâng, tiếp tục như là những chiếc LBA dành cho cái thủ chim sẻ. Tham lai hơn 100, sẽ vẫn chưa thể đánh chết được game thủ màu 5. Khi màu 5 cũng đang có rất nhiều cung đứng ở nhà. Quay trở lại với cái màn thủ nhà của Hồng Anh. Bây giờ Hồng Anh chỉ có nai nưng ra mà thủ thôi. Chỉ có nai nưng ra mà thủ thôi. Tham lai mới đè vòng màu 7 nở ra cực to. Màu 7 tham lai to bằng sẻ rồi. Màu 7 to thế nhỉ? Màu 7 đang đi quân sang nhà màu 6 nhá. Sẻ ơi, bơm một tơn đồ cho Hồng Anh để nó khỏe lên nào. Một tơn thịt gỗ cho Hồng Anh sẻ. Để cho ông anh khỏe hẳn lên. Tham này ông anh chỉ có 46 trên 64 thôi. Vâng, ông anh cần phải khỏe để có thể giữ cánh bên này cho cái thủ chim sẻ. Để sẻ có thể đẩy được cánh bên kia thật phũ phàng. Sẻ lên bản đồ đi em. Như vậy bản đồ được lên xong. Như vậy là có thể dễ dàng thủ cho cả hai nhà. Thông tin nhận về là màu 7 bắt đầu đào vàng. Vâng, sẻ cũng bắt đầu đào vàng dần đi là vừa. Một trận mà nhiều. Vâng, 16 đi một tơn quân cực ảo. Vâng, game thủ dài dài. Và một trận anh thi đấu thực sự là tốt. Vâng, đâm thẳng dụng chính của sẻ. Đi quần ảo thế nhỉ. Vâng, một trận dương à cực kỳ hiệu quả. Một thôi bắt tương cùng rời đi. Bên phía mình thì có lẽ rằng sẻ chim sẻ nắng là người có cái thế bài đẹp nhất. Khi mà thế bài của em là thế bài dựa tường. Trong khi đó là hai game thủ Hồng Anh và BB đang có một thế bài nó rất là lằng hoằng. Đây là Bi, vâng, Bi đang có một tơn móc tương đối tốt với nhà màu 7. Màu 7 cho rất nhiều dân đào vàng. Dường như màu 7 đang có tình huống mà muốn nhảy 4 thì phải. Mà tôi thấy màu 7 cho nhiều dân đào vàng lắm. Sẽ phải đào vàng dần đi, nâng cấp đào vàng đi trẻ ơi. Một trận mà nhiều khả năng sẽ phải đánh đời 4. Nhiều khả năng sẽ phải đánh đời 4. Khi ở bên họ vẫn đang có nhà màu 5 thủ được. Và nhà màu 7 đang tương đối to. Đào thêm vàng và dã thêm ruộng.
Vâng, ăn hoàng bãi quả để có nguồn lực thịt khỏe hơn. Và mùa 6 có tơn cục đi giữa hai nhà, nó khó chịu vô cùng. Và cái bắt cái tơn này đi. Và mùa 5 cũng đang công sạc. Sẽ đang mất cực kỳ nhiều tay khi bài của em không phải là bài đẹp. Bắt đi, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Hồng Anh quay lại để sẽ bắt cho. Rồi, có cái E nữa. Và ông pha về acid. Rất mất tay với ông thần này. Rồi ra một trận dương à khủng khiếp. Vòng 17 có một tơn cung to sang phía bên này. Sẽ bắt buộc phải tiếp tục sóc quần. Sao mất nhiều tay thế nhở? Ra ra một trận dương à khó chịu quá. Cháy ruộng sẽ ơi. Không, từ từ đỡ quân tơn này đã. 17 đông lắm đấy. Không được rồi. Thằng này tụt xuống còn 69. Khó quá. Hơi khó. Như vậy là tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Trung Quốc. Một trận mà màu 6 dừng à quá hay. Mặc dù anh cũng không phải lên sớm hơn hẳn so với các thủ khác. Chỉ lên sớm hơn khoảng tầm nửa tơn QR thôi. Nhưng mà những tơn đi cùng của màu 6 thực sự là cực kỳ ảo diệu. Làm cho cả ba nhà bên mình yếu. Trong khi đó thì màu 5 vẫn thủ nhà, còn màu 7 thì phát triển khỏe nguyên. Không sao, mới chỉ là 1-0 thôi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 2.